quay mặt làm gì? Quay mặt gì? Đánh người à? Khỏi đi chơi để khỏi đi. Ui. Đánh người nhá. Ôi trời. Anh làm gì đấy? Anh ơi thôi không nói chuyện. Anh ơi mình lên công an trình báo. Điện thoại của tôi nhá. Anh cứ phá đi. Anh cứ phá đi. Đi đi đi. Anh đánh người ấy, chúng tôi có bằng chứng rồi. Chị anh em mình lên xã. Nhà báo bị tác nghiệp bị. Anh cứ phá.